trong kệ của Đại Đức Sāriputta, hãy ngước mắt lên, nhìn ngọn cờ Tam Bảo. Sư cho con hỏi ngọn cờ Tam Bảo là sao? Đây là trong bài kinh ngọn cờ. Thứ nhất là khi mà Chư Thiên, Đức Phật kể về việc Chư Thiên khi mà đánh nhau với lại Chúa Atula đó, thì Vua Trời Đế Thích mới bảo là khi mà Chư Thiên sợ hãi thì hãy nhìn lên ngọn cờ của Vua Trời Đế Thích, hay là ngọn cờ của các vị đại lực tiên ở trên cõi trời, thì sẽ không còn sợ hãi. Nhưng Đức Thế Tôn nói là Chư Thiên mặc dù nhìn vào ngọn cờ của Đế Thích hoặc ngọn cờ của các vị thiên tử, nhưng mà họ vẫn còn sợ hãi. Vì vậy khi mà nhìn vào thì nó không có tác dụng, bởi vì Vua Trời Đế Thích hay là các vị thiên tử vẫn còn có những ô nhiễm, cho nên khi nhìn vào thì không có tác dụng trấn áp sợ hãi. Nhưng nếu như một ai nghĩ đến Đức Phật, rằng Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hăng, chánh đẳng giác, thiện thệ, thế gian giải, vân vân, đó là ETBISO Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vichya Charana Sampano Sugato Lokibidu Anuttaro đó, thì nguyên một bài ETBISO. Nếu ai nghĩ đến Tam Bảo ETBISO, nghĩ đến Phật Bảo Sakkhato Phakawata Dhammo, nghĩ đến Tăng Bảo Suttipanno Phakawato Sāvaka Sangho, thì ai nghĩ đến ba ngọn cờ của Phật, Pháp và Tăng như thế, thì vị ấy sẽ thoát khỏi sợ hãi. Bởi vì Phật, Pháp và Tăng là những đối tượng hoàn toàn trong sạch, với những đặc điểm cao thượng. Cho nên ai nhìn lên Tam Bảo thì sẽ không có sợ hãi. Cái từ mà đầu ngọn cờ đó, cái từ ngọn cờ ở đây chỉ là một hình ảnh tượng trưng, ví dụ thôi, chứ không phải là quý vị đem Phật quý vị treo lên ngọn cờ, đem Pháp treo lên ngọn cờ, đem Tăng treo lên ngọn cờ, thì không phải như vậy.